Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Lắm những bàn tay, thời khắc định mệnh, gần lắm những bàn tay. Quý Linh xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Ngày hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ đến bệnh viện để thăm một hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ những khó khăn đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vượt qua gần 400 km, chúng tôi, chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh đến thăm gia đình em Hờ Sam Su Nghê ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Sinh ra trong một gia đình dân tộc thiểu số, cha mẹ làm nông kiếm sống. Gia cảnh khó khăn, mẹ bệnh thận, con bệnh tim, mọi chi phí chỉ dựa vào một mình cha làm việc. Ngoài giờ học, anh trai cũng theo ba lên nương phụ việc đồng áng. Mới lên năm nhưng em đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tim đầy phức tạp và sẽ còn nữa những lần phẫu thuật tiếp theo. Con gắng đi học xong rồi học giỏi để mình thoát nghèo con. Con gọi hứa với ba. Ăn cơm đi con. Gia đình có hai đứa cháu, hai vợ chồng thì công việc thì không ổn định, chủ yếu là đi làm thuê, với lại cũng sinh ra cháu thứ hai bị mắc bệnh tim bẩm sinh, nhà thì rất khó khăn, vợ thì thường xuyên đau ốm rồi bệnh tật, con cũng thì bị tim bẩm sinh rồi, việc làm thì không có việc làm ổn định, con phải đi làm phụ ba để kiếm tiền cho bên của em, con thương em con nhiều lắm, con cực khổ như thế nào cũng được hết, nhưng sau em có thể hết bệnh thôi. Mùi con cò bé bé chê đi không hỏi mẹ, biết đi đường nào khi đi em hồi, khi về em chào mẹ em chung chim, mẹ có yêu không nào. Buồn không có tiền điều trị cho bé, gia đình khó khăn lắm, việc làm khó, đi làm một người ở nhà nuôi con không chịu ở với anh, chị thì bệnh xoay thận, chị nuôi con chọn đi làm. Thank you.
Hôm nay thì Quyền Linh đang có mặt tại khoa bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ vào khoa phẫu thuật tim mạch của bệnh viện để thăm em Hờ Samsung Nie. Em còn rất là nhỏ nhưng mà phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật quý vị. Tình trạng của em có thể nói rất là nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp xúc để xem tình trạng thế nào nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Tiếp xúc hồi sinh. Đúng rồi. Rồi, xin chào anh. Hôm nay Quyền Linh với chị Mai ngồi đi chị Mai. Chị Mai bên ngân hàng Nam Á vào thăm gia đình. Dạ. Hờ Sam Nie hả? Dạ. Anh là tên gì? Y Kamai Ayun. Y Kamai Ayun. Dạ. Anh là người đồng bào gì? Dạ, người đồng bào ED. ED hả? Dạ. Rồi bé bị sao vậy anh? Bé bị bệnh tim phức tạp. Phức tạp hả? Dạ. Lên bệnh viện huyện khám bác sĩ khám bệnh cho bé, phát hiện bệnh bé bị tim. Bé này mấy tuổi rồi? Dạ, hơn 5 tuổi. À, Hờ Samsung Nie hả? Dạ. À, cô Mai đó con, chào cô Mai đi. Bé mổ một lần rồi con. Hai lần rồi. Mổ hai lần luôn rồi. Dạ. Bây giờ là lần chuẩn bị mổ lần thứ ba. Lần thứ ba. Vậy là rất là phức tạp luôn đó. Tức là bé trong cái tình trạng là bị tim gọi là phức tạp. Dạ. Có thể là một thất hay là thế nào đó. Ừ. Mấy lần trước thì mình tốn hết bao nhiêu kinh phí cho bé rồi? Tốn nhiều. Nhiều hả? Mỗi một cái mùa vụ như vậy thì mình phát triển kinh tế gia đình thì mỗi cái mùa vụ thế mình kinh doanh từ cà phê được nhiều không? Dạ không được. Khoảng bao nhiêu? Một năm không đủ tiền sơ sơ cho bé. Đủ luôn. Dạ. Rồi từ ở Đắk Lắk đi xuống đây mình đi xe. Dạ, thuê xe. Đi xe đi. Hôm nay nằm bệnh viện lâu chưa? Dạ, cũng... Dạ, mấy ngày rồi. À, dạ. À, con nói gì đi con, nói gì con Mai đi. Theo cái liệu trình mà phác đồ điều trị đó thì là phải mổ bao nhiêu lần thì là mới hết cái bệnh của bé được? Dạ, bác sĩ chẩn đoán là chưa... Cứ mổ vậy thôi. Dạ, chưa... Cái bệnh này là không có liệu trình được. Bởi vì nếu mà chúng ta phẫu thuật xong rồi xem tình trạng bé như thế nào, nó tùy theo cơ địa của mỗi bé nữa. Tim có một thất thôi. Cái máu đen và máu đỏ nó trộn lẫn với nhau rất là khó. Và hiện nay khi mà phẫu thuật xong lần thứ nhất, lần thứ hai, có khi lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư nữa. Bây giờ hôm nay là chị Mai ngân hàng Nam Á đến thăm gia đình và tìm hiểu cái bệnh, thì chúng tôi sẽ cùng vào bàn với bác sĩ xem kinh phí như thế nào. Kinh phí thế nào, rồi bé sẽ cái điều trị sắp tới, một cái phác đồ điều trị nữa, mình biết được cái như thế nào xong rồi Quỳnh Linh và chị Mai sẽ quay trở lại. Rồi thôi được rồi, hôm nay chương trình tiếp xúc hồi sinh đến thăm anh ha. Bây giờ thì Linh với lại chị Mai sẽ vào gặp các bác sĩ điều trị, xem cái phác đồ điều trị và xem bác sĩ hội chẩn thế nào, rồi chúng tôi sẽ quay trở lại nha. Rồi, chú Linh con Mai chào con ha. Chào con đi con, chào cười thế nào. Có lẽ gặp người lạ không có quen đúng không? Rồi thôi anh chăm sóc bé đi nha. Dạ dạ. Rồi chào anh ha. Dạ chào. Đi mày. Dạ. Xin chào quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh đang có mặt tại khoa phẫu thuật tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Linh đang theo dõi cái hồ sơ của một em bé người đồng bào dân tộc tên là Samsung Nie, sinh năm 2004. Ở tỉnh Đắk Lắk quý vị. Hiện nay thì cái tình trạng của em không biết như thế nào, chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Khang để hiểu rõ hơn nha. Xin chào bác Khang ạ. Dạ, rất vui được chào đón bác trở lại với chương trình tiếp xúc hồi sinh. Cảm ơn người lên. Dạ. Bác cho khán giả truyền hình cũng như người lên biết được cái tình trạng của em Hờ Samsung Nie như thế nào. Dạ. Em bé Hờ Samsung Nie thì đã được các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Dược chúng tôi là chẩn đoán cái bệnh tim bẩm sinh từ lúc mà còn nhỏ. Và do cái bệnh tim bẩm sinh của em bé là phức tạp cho nên là em bé đã được mổ và can thiệp nhiều lần trước đây. Cụ thể là năm em bé 3 tuổi, thì năm nay bé là 5 tuổi mà năm 3 tuổi là bé đã được mổ một lần rồi. Rồi sau đó là có những cái can thiệp trên tim nữa và em bé đang chờ đợi cái cuộc phẫu thuật tiếp theo để làm cho trái tim của em bé nó hoàn chỉnh hơn. Phức tạp như thế nào bác Khang có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ? Dạ, bình thường thì chúng ta biết cái tim mình nói một cách nôm na là nó có bốn buồng tim, hai bên máu, phần máu đen và máu đỏ là nó khác nhau.
Nhưng mà trường hợp của cái bé hồi Samsung Nia ở đây á, là cái tim nó có cái cấu trúc bất thường, nó gộp là tim là nó chỉ có một buồng thôi. Có nghĩa là máu đen, máu đỏ nó trộn lẫn với nhau. Cho nên là thường những em bé này là khi mà cái máu lên phổi nó giảm á, thì cái máu ra ngoài là nó máu đen, nó trộn lẫn với máu đỏ. Cho nên là những em bé này đa số là thường nó sẽ bị tím. Cho nên mình muốn chuyển cái máu để nuôi cơ thể là máu đỏ thì mình phải cần nhiều cái phẫu thuật và cái can thiệp khác nhau. Thì cụ thể là bé hồi Samsung Nia là cách đây 2 năm là em bé đã được mổ chuyển một phần cái máu đen nó thành máu đỏ, máu đen nó thành máu đỏ rồi. Thì bé đang đợi cái phẫu thuật tiếp theo. Nếu mà cái phẫu thuật đó sau khi thực hiện xong thì thông thường là em bé nhìn bề ngoài là có thể em bé nó hồng hào như tương đối như người bình thường. Nhưng mà với kinh nghiệm của bác thì với trường hợp này thì chúng ta sẽ phẫu thuật khoảng bao nhiêu lần thì bé có thể hoàn thiện được cái trái tim của, dạ, của bé? Thông thường đối với những cái loại bệnh tim mà một thất phức tạp như vậy thì thông thường là các bé phải chịu ít nhất là 3 đến 4 cái cuộc phẫu thuật. Liệu bé có đủ sức để gọi là mới 2 năm rồi, bây giờ mới có 2 năm để tiếp tục phẫu thuật nữa, rồi xong mấy năm được phẫu thuật nữa không? Dạ, cái đó là cái vấn đề mà đặt ra rất là quan tâm. Thì trước đây, cách đây khoảng chừng 5-10 năm thì ở Việt Nam mình thì mình chưa có điều trị tốt được cái loại bệnh này. Những cái bé mà sinh ra với dị tật mà tim chỉ có một buồng tim như vậy thì thông thường là mình để các bé nó sống tự nhiên, bé nào sống được bao nhiêu lâu thì sống, còn mình không có can thiệp và phẫu thuật vào. Nhưng mà gần đây thì cái do tiến bộ của cái vấn đề mà phẫu thuật và hồi sức và chẩn đoán thì mình có thể mình can thiệp. Tất nhiên là cái quá trình can thiệp như tôi nói nãy nó gồm nhiều cái cuộc mổ thì nó cũng rất là phức tạp. Tuy nhiên là cái kết quả nếu mình chẩn đoán đúng, mình đánh giá được hết mọi cái yếu tố thì kết quả phẫu thuật là tốt. Mà cụ thể hiện nay là ở Bệnh viện Đại học Dược cũng giống như những trung tâm tim mạch khác ở cả nước, có thể kể từ Bắc tới Nam, là cái kết quả phẫu thuật cho cái nhóm bệnh nhân này là hiện tại là rất tốt, có thể là tỷ lệ mà sống được tới 50 tuổi và hơn đó, phát triển tương đối bình thường là cao, có thể là hơn 90%. Và rất là đáng mừng là đa số các bé như vậy thì các bé sau khi mình chuyển toàn bộ cái máu đen thành máu đỏ thì các bé phát triển về mặt thể chất và cái trí não là tương đối bình thường. Rất nhiều bé có thể đi học được đến trường như một cái đứa bé bình thường, mặc dù thực chất bên trong thì cái quả tim nó là quả tim nó chỉ có một buồng tim mà thôi. Yeah. Nhưng với trường hợp này nó có phải là bẩm sinh do gen di truyền cha mẹ hay là bẩm sinh là do bé? Dạ, cái câu hỏi đó cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Những trường hợp này thì người ta thấy là cho đến bây giờ người ta không có xác định được những cái yếu tố mà chắc chắn rõ ràng. Một số trường hợp thì nó do di truyền, ví dụ như là liên quan tới bất thường những cái gen thì nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ, nó làm tăng cái tỷ lệ mà đứa bé nó sẽ bị mắc cái bệnh lý này. Tuy nhiên nhiều trường hợp khác người ta thấy là cũng không phải là do yếu tố di truyền, cũng có thể là do yếu tố môi trường bên ngoài hoặc là những yếu tố gì đó mà đến bây giờ thì cái y học người ta cũng chưa xác định rõ. Yeah. Vậy thì cái chứng bệnh này nó có biểu hiện nào để các bậc cha mẹ có thể biết được con mình nó rơi vào tình trạng này? Yeah. Cái nhóm bệnh lý mà tim một thất như vậy thì nó có đa số là nó sẽ có biểu hiện từ rất sớm. Nếu mà cái một buồng tim nhưng mà máu đen máu đỏ nó trộn lẫn với nhau và cái máu mà lên phổi nó không có đủ nhiều á, thì thông thường các bé sinh ra là sẽ bị tím từ rất sớm mới sinh. Bé sinh ra là nhìn thấy bình thường, những bé sơ sinh nó phải hồng hào, ở đây là bé rất là tím. Tím luôn. Và nhiều trường hợp là nó nặng quá và nó sẽ, nếu không can thiệp và chẩn đoán đúng kịp thời thì trong vòng 3 giờ tiếng đồng hồ là các bé có thể là bé tử vong luôn. Đặc biệt là nếu sinh ở những cái trung tâm mà nó y tế địa phương thôi mà không chẩn đoán kịp thời thì có thể là em bé sẽ tử vong. Thì đó là cái nhóm bệnh nhân mà thường gặp nhất đối với bệnh lý này. Một số những trường hợp khác là nó ngược lại thì cái máu lên phổi nó quá nhiều thì nó biểu hiện nó chậm hơn, nhưng mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái phổi, nó làm tăng áp phổi và nó hư phổi, sau đó thì cũng bắt buộc mình phải can thiệp rất sớm. Cảm ơn bác Khang rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy là trường hợp Samsung Nia rất là phức tạp. Có thể nói nãy giờ chúng ta đã nghe bác sĩ Khang nói rồi. Có lẽ bé sau cuộc phẫu thuật này cũng sẽ hướng đến một cuộc phẫu thuật tiếp theo nữa. Mà hoàn cảnh kinh tế gia đình của bé cũng rất là khó khăn. Chính vì thế chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh có mặt mong rằng sẽ đem điều gì đó tốt đẹp nhất đến cho bé và gia đình của quý vị nha. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn bác Khang rất là nhiều. Cảm ơn anh Quỳnh Linh. Dạ. Có thể nói hoàn cảnh ngày hôm nay rất là khó khăn thưa quý vị. Nếu như chúng ta lâm vào hoàn cảnh đó thì chúng ta cũng không thể nào vượt qua được. Nhờ sự chia sẻ của cộng đồng, nhờ sự tiếp xúc của cộng đồng,
Quyền Linh hy vọng rằng nhân vật của chúng ta sẽ vượt qua những ngặt nghèo trong cuộc sống. Hãy cùng với chúng tôi để tiếp sức hồi sinh quý vị nhé. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều cái niềm vui, và đặc biệt nhân vật chúng tôi sẽ nhận được tình cảm của quý vị để cuộc sống này ấm áp hơn, hạnh phúc hơn quý vị nhé. Chào anh, chào con. Linh nãy làm việc với bác Khang rồi, phó trưởng khoa phẫu thuật tim mạch Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với ekip, cùng với khoa đó, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, rồi cùng với tất cả mọi người thì sắp tới sẽ tùy theo cái sức khỏe của bé nữa. Hiện nay thì có lẽ anh phải chăm sóc bé nhiều hơn nữa trong cái việc ăn uống để bé có đủ sức khỏe anh ha. Cũng còn phức tạp lắm, quan trọng là thôi mình cứ hy vọng tất cả mọi người tốt đẹp đến với con ha. Con sao khóc vậy? Khóc. Sao con khóc vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Bé có qua đây có đau rồi hả? Tú Huyền Linh với con Mai không có gì đâu, tới thăm con hả? Tôi bé mổ đây luôn. Thôi tặng cô có chút quà tặng con nha. Mong khỏe nha. Ngoan ha. Thương quá à. Con mới có 5 tuổi mà phải tiến hành mấy ca phẫu thuật rồi. Nếu mà mình không có tiếp tục phẫu thuật này thì bé rất là khó thở. Cái phổi của bé nó sẽ tạo có rất nhiều áp lực và thậm chí là nó sẽ viêm phổi nặng nữa. Các cơ quan xung quanh nó cũng ảnh hưởng luôn. Chính vì thế nên các bác sĩ đang tiến hành cuộc hội chẩn rất là gấp để lên phát đồ điều trị, lên tiến hành một ca phẫu thuật tiếp theo. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt lành anh ha. Hôm nay thì chị Mai ở Ngân hàng Nam Á trao tặng 10 triệu đồng. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ gửi tặng cho bé 15 triệu đồng nữa. Chúng tôi sẽ làm việc với khoa để có thể có những chính sách hỗ trợ cho bé thêm nữa. Và bây giờ thì Quỳnh Linh sẽ đi đóng tiền cho bé để có thể có một số cái kinh phí trước để tiến hành ca phẫu thuật anh ha. Cố lên con nha. Ngoan quá, mắt đẹp quá nè. Đẹp rồi nha. Rồi bây giờ anh cứ yên tâm ha. Nhớ là chăm sóc bé thật tốt, ăn uống, vệ sinh đảm bảo an toàn ha. Chứ đừng có để cho bé gọi là ăn uống ở ngoài nhiều quá, nó mất vệ sinh thì không có tốt nha. Dạ dạ. Nhớ nha, cho uống sữa ra nhiều lên. Dạ. Đi con. Dạ. Mẹ ơi. Mẹ ơi hả, nhớ mẹ hả? Dạ. Rồi nè, chào chú Linh nè. Chào, chào, chào. Chào. Bye con. Bye con. Bye. Bye nè. Có mua kẹo cho con nào đó. Mẹ. À, mẹ hả? Rồi, thương không? Rồi, mình đi qua phòng bác sĩ đi nha. Gia đình cảm ơn chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện của em Samsung Nie. Phải nói hoàn cảnh rất là khó khăn. Và chúng tôi đã có mặt đúng lúc. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Hy vọng rằng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ cùng đồng hành với trường hợp ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Chào quý vị. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Vì cuộc đời còn bao nhiêu mơ ước, vì cuộc đời còn tương lai phía trước. Tiếp sức hồi sinh, đến với nhau tình người. Tiếp sức hồi sinh, cho ước mơ thêm dạng đời. Trao yêu thương đong đầy vòng tay ấm, ấm lên tiếng người, nụ cười tiếp sức. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh xin kính chào quý vị. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh.